Chào các bạn nha, thì hôm nay là mình mới tìm được một cái strip này rất là ngon nha các bạn. Thì nó có tên là... Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhập cây và ghép cây cho các bạn xem nha. Cái strip này thì mình sẽ để ở dưới, link ở dưới video, hoặc là các bạn có thể lên Bandicoot rồi các bạn copy cái strip này. Cái strip này có tên là Entity Hub nha các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ click vô cái strip đó, rồi các bạn click vô hai cái hình vuông xếp chồng lên nhau là nó sẽ copy. Rồi sau đó thì các bạn mở lại game lên. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập strip vô nha các bạn. Các bạn nhấn vào hình giọt nước, rồi các bạn nhấn vào thùng rác nè để xóa mấy cái tag có sẵn đi. Rồi các bạn dán cái strip đó vô, rồi các bạn bấm play nè. Cứ nhập cái này vô, còn không nếu mà không được thì các bạn sẽ ghép cây lại nha. Đây thì đây là cái menu của chúng ta nè. Thì ở đây kia là phần menu, các bạn sẽ kéo xuống, các bạn sẽ thấy có máy tính năng farm nè. Rồi các bạn sẽ bật máy tính năng này lên, auto farm, auto lưu ước nè, các bạn sẽ bật lên. Ở bên dưới có con selector, rồi auto farm. Và các bạn muốn đóng cái menu thì các bạn sẽ bấm luôn. Các bạn sẽ bấm vô cái này nha các bạn. Và mình di chuyển. Đây này, các bạn sẽ bấm vô cái biểu tượng này để bật tắt menu nha các bạn. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy là auto farm bot nè, rồi có rất là nhiều tính năng nha. Bây giờ thì mình sẽ test nè. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.